Xin chào các bạn đến với kênh Tí Chuột Vlog. Hôm nay là mẹ mình sẽ giới thiệu về các loại cây của mẹ chồng. Rồi đầu tiên mẹ giới thiệu đi. Rồi. Bước ra đây là cây kim tiền. Có nói giá tiền không? Nói giá luôn cũng được. Nói giá gì kỳ quá. Cái kim tiền. Nói ý nghĩa. Mẹ thích cây kim tiền, mẹ cho là nhà mình phải có tiền. Kế bên đó là cây cẩm nhung. Rồi đây là cái cây cẩm nhung nè. Mẹ thích lắm, tại vì nó cái tên của mẹ nữa là mẹ thích. Nó viền. Ý nghĩa là giống tên đây hả? Ừ. Rồi bên đây là cũng là cây cẩm nhung, nhưng mà cẩm nhung ở đây là của Việt Nam, còn cẩm nhung này là Thái. Thì con có thắc mắc gì không? Rồi, mẹ quên ở dưới này, bây giờ tầng dưới này là cây đuôi cong. Là cái hình của nó rất là đẹp, nó giống như là cái đuôi con cong. Còn đây là cái dây đam của chị Phúc mua hồi năm rồi, giờ nó còn sống, nó có mấy bông rồi. Sống đời, cây sống đời nói lộn. Sống đời, cây sống đời. Bên ở dưới đó là cây bồng gà của cô Hai trồng. Rồi, bên đây, đây là cái cây này là cái cây quan trọng, cây này là cây giữ tiền. Tiền, nó có những cái bông ở trong, sắc trổ, rất là đẹp. Đâu, chỉ cái bông. Cái bông này là cái bông đây ha. À cái bông đó. Rồi bữa tưởng cái lá non. Từ dưới có những cây là dạ lan thanh. Đâu dạ lan thanh là dạ lan thanh là cái này nó có. Đây cái đại dạ lan thanh. Đó. Này ai cho? Sao có tiền gì? Dạ lan thanh này là của cô ba cho, không có tính tiền. Đây. Sao cây gì có cái bông như cây cỏ. Cây đó là cái bông nó rụng rồi. Cái mốt nó lên cái bông khác rất là đẹp. Rồi tiếp theo giới thiệu. Cái sống đời này là sống đời của Thái Lan. Cái giới thiệu dĩa này không? Dạ, cái sứ dĩa này là để dành cho con ăn, bữa nay tảo mộ. Cái này là bình mặn của trong vườn nha mọi người. Đó. Qua đây là cái cặp cây đuôi cọp, nó dài. Đấy không, nó dài, đuôi cọp Thái Lan. Đây là nó có viền rất là đẹp. Rồi ở dưới này là đây là cây này là cây lưỡi mèo, mèo thì rất là nhiều. Ở chen là có những cái cây sứ nhỏ mới lên. Đây là cây lưỡi cọp. Bây giờ con gieo căng đi. Qua bên đây là cái gì? À mẹ còn có cái hoa bạc hà. Hoa bạc hà với lại gừng. Bạc hà lên bông luôn. Với lại gừng. Một vàng bông treo. Vàng bông treo. Trời không có cái bông mà luôn mà. Có chứ, có bông chứ mà nó ít thôi. Chậu bà tính luôn rồi, cũng là cái cây á. Đây là ba cây hồ cá của mẹ. Đây là ba cái hồ cá của mẹ. Đây là cái hồ lớn. À, nó rất là đẹp, nó có 7 cái con cá. Cá gì ta? Cá màu đỏ rất là đẹp. Còn một cái thùng này là mình cá con. Cái hồ này là để nuôi trầu bà. Cái này cái gì? Để đây đi. Trước cửa nhà là có cái cây này. Cây này nè, quay qua. Gọi là cây hồng phát tài. Đó là cây hồng phát tài. Rồi kế bên là cây giả lan thanh. Giả lan thanh là giống cái kia hả? Nhưng mà nó khác cái bông thôi. Khác cái bông. Rồi qua nhanh bên đây. Rồi qua bên đây. Tôi ngay mặt mẹ rồi. Thiết kế có cái đường đi đó. Mẹ rất là thích là mòng gà này, nó gì nó giống rồng phụng. Mua hay cho? Mua 120.000 cặp là 60.000. Rồi cái đây là quan trọng, mình có cái chậu này gọi là chậu ngọc ngân. Cây ngọc ngân rất là đẹp, một cặp luôn. Ai cho không?
Cục văn này là của mợ ba cho. À, mẹ gầy ra mẹ trầm tới bây giờ. Mợ ba có con mà ba biết chưa? Còn ở trên này cái cặp chậu lớn tiểu lên đó là cái cặp này là bông lài. Bông lài xưa, bông lài rất là thơm. Là ta hay nói lài cắm bãi cước châu là nó. Trời ơi kì. Là nó đúng không? À đúng rồi đó, tại vì nó rất là thơm. À, cái bông vậy ha, bông à, xíu vậy ha. Đâu có, tại nó chưa nở, nó nở ra nó đẹp lắm. Còn cây cỏ này là gì? Cây đó là cây quệ, cây quệ cái này cây hồng phát tài nhỏ. Còn cái cây này là cây của anh Hai Cho mà quên tên rồi. À đúng rồi, nó là cây cẩm tú. Trời ơi, nhắc bài nữa. Chiếc cái này chiếc ra nhiều quá ha. Đó là ở trong nhà, thì bây giờ bắt đầu mới đi ra ngoài sân. Ra ngoài sân. Ra ngoài sân này con nhìn là à, con nhìn là ở cái chỗ trước cây cột, cái che mấy cái cột rơm mát đó là những cái cây dạ lan thanh. Đều là dạ lan thanh hết. Đâu dạ lan thanh là kêu nó có tại vì nó nhiều bông. Nè nè quay mặt. Nó mát cái cột. Cái bông hồng quá, bông hồng là rồi, gì? Đây. Mẹ chồng hay gì? Đây là cây này gọi là cây ánh dương. Cái này là cây ánh dương. Kế bên là cây bông hồng. Mẹ rất là thích. Ngày hôm qua ba tưới rồi nó làm rụng của mẹ một bông. Mẹ rất là uổng, rất là buồn. Mẹ gì chưa? Chưa tưới nghe chưa? Đó rồi. Qua bên đây. Đây là cây đam Thái. Đây là cây gia đam Thái. Ủa sao không nói lộn gia đam với sống đời hoài vậy ta? Tại chắc lại thích gia đam quá. Sống đời Thái đúng không? À, sống đời Thái. Thì con coi mà con đi đâu vậy? Còn đây là cây... Thì mẹ giới thiệu. Cây gì mẹ quên rồi. Diễm. Diễm Châu. À Diễm Châu. Ừ, cây này là cây Diễm Châu nè, có ngay bông chưa? Rồi. Cây Diễm Châu. Con là cây nào lạ đó. Rồi bắt đầu ra. Giới thiệu mấy à, cây đó hả? Nhỏ bỏ đi. À, cây đó cây bông dừa màu trắng. Mấy chỗ này hay quay góc xa xíu. Đây quay vô đó, đây quen thuộc là cầm sứ. Đây sứ. Sứ mà của anh học cho. Cặp của anh học cho. Học có cho nó bông cho mấy vậy. Không, cái đó tự lên. Rồi cặp tắc. Con quay tắc chưa? Cặp tắc này là hồi mới làm nhà là Tết là ba với lại tí là chở mua này là 3 năm rồi. À đúng rồi, cái tắc này hồi xưa là chở mà lúc mà chạy giá mà bị chửi mà chạy giá ngu. Chỉ có mấy chục ngàn chậu mà còn bị la đúng rồi. Vô chạy giá thua người ta 20 ngàn. 3 năm rồi trái của nó hoành hoại luôn. Dạ đây là cái cây. Trời ơi. Coi này. Mẹ giới thiệu đằng đây một lần còn quay đằng kia vậy. Đây là cái cây trúc phát nè. Nó cao rồi, nó y cái bông nó y hệt như là cái này cái y hệt như là cái lồng đèn. Nó y là cái lồng đèn nó dễ thương. Chết nhà rớt bông rồi nè. Dễ thật chứ đâu, cái này nó rất là dễ thương, sao bị rớt vậy. Rồi, cái bông bụp màu vàng. Có giới thiệu cái này không? Cái gì nè? Đây ta cũng sắp mai nó sẽ trổ đây. Đó, rồi. Cây bông bụt màu vàng. Ừ. Mai nó sẽ trổ. Trổ màu vàng rất là đẹp, đó cái nụ đó. Lên nụ rất là nhiều. Cái giấy. Trời ơi, ở dưới này. Sen canh vậy. Đây là kiểu mà sen canh nữa. Đây là nguyệt quế mà rất là thích nhưng mà sau Tết là cho nó không có trổ bông, mùa mưa nó trổ mới nhiều. À Tết không có trổ. Nó không trổ tưới mà sao nó chưa có trổ. Lâu lâu nó cũng có một bông. Rồi qua bên đây. Còn có gì giới thiệu đi. Bên đây là cây tắc. Đây là cặp bông giấy mà bằng dây. Giấy dây thành ra là nhiều khi thì nó trổ rất là xinh xê mà nhiều khi thì nó bị hơi còi cọc hơi xấu một chút. Nhưng mà vẫn có bông. Rồi đây là cái cặp bông giấy. Giấy này mới mua đúng không? Mới mua. Rất là đẹp. Ai chở? Chở đâu có ta tiệm ta chở gì cho mình luôn. Được chưa? Đây là cái cây nguyệt quế để mà kiếm đi rồi có cái bông nguyệt quế nào không? Có, nó có trổ mà thì nó trổ ít, nó trổ mà xong mà thì nó sẽ rất là thơm.
đây nè. Đó, thí dụ cái bông nguyệt quế vậy nè, sáng nó trổ rồi nó thơm dữ lắm. Đây là cây xí, hồi nãy nó còn cặp xí, đây là cây xí. Đây là cái trái. Cái trái xí nè. Yeah. Mai mốt nó sẽ bung ra, con phải lấy sợi thun con sẽ lấy sợi thun con ràng lại chứ để cái hột nó bung ra. Này là cây xí bị cắm sừng. Cây xí bị cắm sừng đó. Đó là cái ủa, hạt. Sao nó lắc lắc vậy? Cái hạt xí nó vậy đó. Lắc lắc vậy là. Đừng nó gãy chứ. Còn đây là cái mai ra đăng. Nó bông nó rất là đẹp, bông nó lớn mà rất là đẹp luôn. Đây là trổ vào mùa xuân. Kế xuống thấy một chùm, chùm có nụ nữa đó, thấy chưa? Mai hoa đăng. Ừ, ta gọi là mai hoa đăng. Cục này này này. Qua bên đây. Rồi bên đây. Đây thì là cái bông trang. Bông đâu? Cái bông trang là nó. Rồi bông đâu? Nó có nụ, nụ ít rồi đó. Nè, nó nụ ít thôi. Cái này bông trang màu đỏ nha. Qua tới chất nụ nhiều lắm á. Rồi đây là cái bông trang là màu cam. Màu cam nó nụ nhiều lắm nè. Rồi ở dưới là có cái lá mà nó nhiều màu đẹp đẹp á. Thì gọi là lá gì quên rồi ta. Tự nhiên quên hả? Lâu quá không nhớ. Ở đây có cái mặt. Trời ơi. À, để lát nhớ thì nói. Cây gì lạ nữa không? Cái này cái gì? Tự nhiên nhiều quá có quên. Cái này là cây sen tàu hay còn gọi là cây ngu đồng. Này cây này của Dũng Tư. Dũng Tư cho. Dũng Tư cho. Còn cái bông cây hai cái bông trang này chưa có bông. Một cây thì màu vàng, bông màu vàng, còn một cây thì bông màu hồng. Trời. Được đây chưa? Đây là cây một cục bông lan nè, hoa lan nè, chưa có bông. Sao giống như là như cây hẹ vậy? À, đó có hoa lan. Còn đây là cái gì nãy quên nó hay nói lộn luôn đó. Cây sống đời, sống đời của cô ba cho. Cây nha đam. Cái bông nó rất là đẹp. Này mấy cây nha đam nè trời. À, đúng rồi, nhớ rồi. Cái này có cây nha đam. Nhớ rồi. Cây bông gấm nè, nó chỉ cái bông gấm. À, cái bông vàng đây là bông gấm rồi. Đây là cây xương rồng bát tiên. Đẹp dễ thương. Ôi bên đây mới nhiều bông nè. À đó, đâu. Cây này mới có bông nè. Bắt tiên. Nó nhiều màu lắm. Đây nè, nó có màu hồng, màu đỏ. Đây màu đỏ nó đang chen chút của cái nụ nó sắp lên nè, thấy không? Đó, rồi đây là màu vàng. Đó, màu vàng. Màu xanh lè. À, nó cũng vậy chứ, tại vì nó già chứ mai mốt lên bông non nó màu vàng rất là đẹp. Nè, cái bông trang này mới có bông nè. Còn cái bông trang này là cái bông trang này của Thái. Đó. Cái bông nó nhỏ, nó rất là dễ thương. Đó, cánh nó nhỏ xíu, nó dễ thương. Mà nó đơm như nút, đơm rất là nhiều. Thấy không? Kiểu nó bị chằng chịt trong đây đúng không? Ừ. Nó dày, nó dày. Cái này cái gì nè, giống cặp cầu. Không, cái này là cái bông trang màu trắng mà nó rất là đẹp luôn. Cái hình nó y hệt như là cái chén. Nó lên như là cái chén rồi đó, thấy không? Nó rất là đẹp, cái bông màu trắng. Nhắc cục xíu màu. Sao bây giờ nhắc chưa con quay cái bông gấm thì mày nhớ tên rồi. Màu vàng là cái bông gấm. Còn đây là cái bông dừa. Cái bông dừa ai nấy nói là con sâu nó rất là bự. Nhưng mà mẹ trồng mẹ không thấy con sâu mà cái bông dừa này là nó lớn mà ai cũng khen rất là đẹp. Nên là bông nó trổ đều nó rất là. Rồi. Bên đây là cây này là cây hoàng yến. Cái hoàng yến này nó bị hơi rạp chứ đúng do là bông nó rất là nhiều. Thôi nó còn đựng đóng bông nè. Nè. Chứ đúng ra là bông nó là chằng chịt, nó đẹp dữ lắm. À, này nó bị con rập, rập với cái nhãn nè. Rồi chưa dùng chân con cây chết ngoài vậy. Rồi, phong lan đâu có bông đâu, sao giới thiệu? Phong lan thì năm nay phong lan nó ít bông lắm ra. Theo đi mua để vô được. Thôi để từ từ. Còn đây là cây gì ở Đà Lạt quên rồi. Ta cẩm tú cầu rồi đó, mua về cái bông nó bự dữ đó. Mà trồng hôm nay là 2-3 năm rồi không có một bông. Miếng nó không có thích hợp với khí hậu hay gì. Chỉ có một dàn bông treo thôi, còn phong lan thì dễ coi. Chưa có bông. Rồi quay thì cái dàn bông treo là có bông. Này mày thấy nó lớn rồi mấy. Hết rồi. Hết rồi đúng không? Thì nó nhỏ nhỏ, phong lan không có bông mà nó nhỏ nhỏ được rồi.
quay tôi quay toàn cảnh. Đây là công lao của tí. Nghe vậy. Nhỏ chạy cũng quay nữa. Hết chưa con? Nè đứng đây cho đẹp đẹp nè, rồi bye bye. Rồi bye bye nha, để giới thiệu Dương. Bye bye mọi người, hôm nay video đến rồi. Hôm nay là hết. Ở đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại, nhớ like và subscribe cho kênh Tứ Chuột Vlog. Bye.